Là con gái bao giờ yêu thì luôn đúng chẳng bao giờ thấy xa. Ngày hôm qua sẽ chẳng sống cùng anh thôi nên gửi em. Hello. Thật. Gửi nhá. Ừ. Gửi nhá. Tất cả cái gửi em. Hành trình mình. これは命令だ。
the shorty shit ain't nothing like me. About to catch another fight. Apple bottom make him wanna bite. Giang bơi giang, tôi mấy bạn này bơm cắm mập ở dưới biển băng. Yeah. Quê mai cùng với Tommy tèo, bắt nam nhất nói cho tao luôn ngang kèo. Cứ biết sức làm gì, cái phần cơ tao khoan theo đúng vậy thương ngại. Đây là Mr. Quang Tào. Ha ha ha, hay đồ quá ba hoa tao đang ở trong phòng. Bước sẽ ra đi lập lấy, tớ muốn bay với đất nước dạo này. Bước sẽ ra thì ai thấy, ngăn cho em cách biệt nhận đời. Lửa sông phố không say, băng qua nhà những con viên mỗi tối. Dinh cơ xong phải sẵn nói, nơi sau hoa lộng lấy gọi nào. Tôi đi chợ hai cha con ở mấy nhà dưới nhà giùm cái ngang. Mẹ nhớ mua cá mà nó canh chua nha. Mua thịt kho đi. Thôi thịt kho mày làm dở lắm. Chắc canh chua bà nấu ngon à. Bà nấu như nồi cá heo mà không thấy hả? Chứ thịt kho mày nấu như nồi cơm chó vậy sao ăn? À, tao với mày thua hai chó luôn á. Thế còn cái gì nữa? Đứng lại đây. Hai cha con mày vừa vừa phải thôi chứ. Đã không có giúp anh được cái quần què gì trong nhà này hết trơn rồi. Mà tao nấu đồ ăn, tao dán tới họng còn chơi khén nữa.
làm sao? Tao đàn bà tao nấu dở thì kệ mẹ tao đi. Tao mà nấu hay, lộn, tao mà nấu ngon hả? Là bây giờ tao nấu cho nhà hàng ăn rồi, tao lấy đại gia rồi chứ hà cớ gì tao lấy thằng khốn nạn này rồi tao nấu cho hai cha con mày ăn. Còn cái con này ha, cái con phản phúc, bà nội cha mày ca, tao nuôi cho mày ăn học, tao nấu tao ăn càng bắn hận mày. Bây giờ mày lớn ngồng ngồng rồi mày chơi ha. Còn cái thằng già này nghe, mày gán đi, mày nhớ mày nấu như cắm heo nghe. Rồi suốt cuộc đời mày ăn cắm heo dài dài nè chó. Ngăn cho em tách biệt nhận.